Mời các bạn nghe sách tâm linh Minh Chiết Cổ Truyền Viết bởi Đức Bà Annie Bison Clip 4 Đối với các đấng thông tuệ hoạt động hữu ý tại cõi này, dù các ngài có là con người hay không, dù các ngài đang ở trong hay ngoài xác thân, thì sự liên lạc giữa các ngài trên thực tế rất mau lẹ. Với tốc độ của tư tưởng, không gian không còn là trở ngại ngăn cách. Khi một linh hồn muốn liên lạc với một linh hồn khác, thì chỉ cần hướng tư tưởng tới người ấy sự liên lạc chẳng những mau lẹ mà còn hoàn bị nếu những linh hồn có cùng trình độ tiến hóa nơi đây không sử dụng ngôn ngữ cho nên không bị những giới hạn của ngôn ngữ làm trở ngại trong việc thông hiểu lẫn nhau chọn cả tư tưởng được phóng ra từ người này đến người kia hay nói đúng hơn là mỗi người đều thấy được tư tưởng của kẻ khác một cách trung thực chứng ngại thật sự giữa những linh hồn là sự tiến hóa linh hồn ít tiến hóa chỉ hiểu biết sự việc đến mức độ mà nó có thể đáp ứng được đối với linh hồn tiến hóa cao. Thật ra, chỉ có linh hồn tiến hóa cao mới biết được có sự hạn chế này thôi, vì những sự kiện mà linh hồn ít tiến hóa nhận được đã đầy đủ sức chứa đựng của nó. Linh hồn càng tiến hóa, thì càng nhận thức rõ môi trường chung quanh và càng đến gần thực tại hơn. Nhưng chúng ta nên nhớ, cõi thượng giới cũng có những tấm màn ảo ảnh, dù ít hơn và mỏng manh hơn tấm màn ảo ảnh của cõi trung giới và cõi trần mỗi linh hồn đều có bầu không khí thể trí của riêng nó và mọi ý tưởng đến linh hồn đều phải đi xuyên qua bầu không khí đó nên những ý tưởng đều bị biến dạng và nhộm màu bầu không khí càng trong trẻo tinh khiết thì càng ít bị phàm ngã nhộm màu hơn và linh hồn càng ít bị ảnh hưởng của ảo ảnh hơn ba cảnh cao của cõi thượng giới là nơi trú ngụ của chính chủ thể tư tưởng tùy theo cấp bậc tiến hóa mà ngài ở một trong ba cảnh ấy đa số người tiến hóa với nhiều cấp bậc khác nhau sống nơi cảnh thấp nhất trong ba cảnh ấy một số tương đối ít những người trí thức cao ở vào cảnh thứ nhỉ khi nói chủ thể tư tưởng lên cảnh đó sự diễn tả này không đúng đối với cõi cao mà chỉ thích hợp với cõi trần vì khi trong người chứa nhiều chất liệu thanh nhẹ của vùng cao hơn thì tự nhiên có sự thay đổi nâng cao hơn dĩ nhiên không có sự đi lên không có sự đổi chỗ, chỉ là chủ thể tư tưởng tiếp nhận được và có thể đáp ứng lại những làn rung động của chất liệu thành nhẹ hơn, cũng như có thể tự phát xuất những lực làm rung động một số ít phần tử chất liệu ấy. Học giả cần quen thuộc với sự kiện là khi tiến lần trên nước thăng tiến hóa, không có nghĩa là con người rời từ nơi này đến nơi khác, mà chỉ là càng ngày càng có khả năng tiếp nhận được nhiều ấn tượng hơn. Mọi bầu thế giới đều ở chung quanh ta, cõi chung giới thượng giới, bồ đề, nhất bàn và những thế giới cao hơn nữa, cho đến sự sống của đấng thượng đế tối cao đều ở quanh ta. Chúng ta không cần phải di chuyển để tìm đến những cảnh ấy, vì tất cả đều ở tại đây. Sự bất thụ cảm ngăn trở ta nhiều hơn khoảng đường hàng triệu dặm. Ta chỉ chi thức điều gì có ảnh hưởng đến ta, điều gì kích thích những rung động đáp ứng nơi ta. Khi ta trở nên thụ cảm hơn, khi ta thu hút vào những chất liệu thanh nhẹ hơn cho sự cấu tạo các thể của ta, thì ta sẽ tiếp xúc được với những thế giới thanh nhẹ hơn. Vậy, khi nói đến sự đi lên từ mức độ này đến mức độ kia, có nghĩa là ta đang dệt y phục bằng những chất liệu thanh nhẹ hơn, nhờ đó ta có thể tiếp xúc với những thế giới thanh cao hơn. Điều này còn có nghĩa sâu ra hơn, đó là những quyền năng thiêng liêng trong chân ngã ẩn dưới những lớp y phục này đang được thức tỉnh, đi từ trạng thái tiềm tàng đến trạng thái tích cực và phát ra ngoài những làn rung động thanh nhẹ của sự sống. Bây giờ chủ thể tư tưởng đã đến giai đoạn hoàn toàn tri thức những gì chung quanh mình và có khả năng nhớ được những gì xảy ra trong quá khứ. Ngài biết được những thể mà Ngài đang mang và xuyên qua những thể đó, Ngài có thể tiếp xúc với những cõi thấp cũng như có thể ảnh hưởng và hướng dẫn những thể thấp trong một số lớn sự việc. Ngài thấy những nỗi khó khăn, những trở ngại sắp xảy đến, đó là kết quả của lối sống buông thả trong những kiếp trước. Ngài truyền năng lực vào những thể thấp để những thể này chuẩn bị tốt hơn cho công việc của chúng. Đôi khi, sự hướng dẫn của ngài được tâm thức thấp cảm biết như là một sức mạnh bắt buộc, thúc đẩy phải hành động theo đường lối của nó mà không biết lý do, vì tầm nhìn lờ mờ của thể vía và thể trí. Nhiều người đã làm nên việc vĩ đại họ còn để lại bằng cớ rằng ý thức của họ đã được nâng cao bởi một sức mạnh bên trong nó chi phối hành động của họ theo con người thật chủ thể tư tưởng hay con người bên trong hoạt động một cách hữu ý xuyên qua các thể mà những thể này đã làm tròn vai trò một cách thích hợp như là những dẫn thể của linh hồn khi tiến hóa khá hơn tất cả chúng ta đều sẽ đạt được những quyền năng cao cả đó cảnh thứ ba của cõi thượng thiên là nơi ngụ của chân ngã các chân sư và các đệ tử đã được điểm đạo của các ngài những thể của các ngài được cấu tạo phần lớn bằng chất liệu nơi cảnh ấy từ thế giới của những năng lực trí huệ tinh diệu nhất này các vị chân sư thực hiện công việc lợi ích cho nhân loại bằng cách cho tuôn tràn xuống các cõi dưới những lý tưởng cao siêu tư tưởng khích lệ cảm hứng sùng kính và tất cả những nguồn lực tinh thần và trí tuệ để giúp đỡ con người nguồn lực này phát ra như những tia đi khắp mọi hướng và những linh hồn nào cao quý và trong sạch đều có thể tiếp nhận trọn vẹn ảnh hưởng trợ giúp này. Một khám phá mới vụt lóe lên trong trí của nhà thông thái đang nhẫn nại siêu tầm những bí ẩn của thiên nhiên, một âm điệu mới rót vào tai của nhà đại nhạc sĩ. Một giải đáp cho vấn đề được nghiền ngẫm từ lâu, làm soi sáng tâm trí của nhà triết học cao thượng, một nghị lực mới của tình thương và hy vọng đến sưởi ấm lòng nhà từ thiện nhiệt tình. Trong lúc đó, con người tưởng mình bị bỏ rơi, không ai giúp đỡ, mặc dù họ thường phát biểu, tư tưởng đó nảy sinh trong trí tôi, ý niệm này đến với tôi, khám phá ấy lóe ra trong trí tôi. Điều đó chứng tỏ một cách vô thức rằng, có những chân lý mà chân ngã của họ đã biết, trong khi mắt phàm của họ không thấy được. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chủ thể tư tưởng và những lớp áo của nó, khi nó xuống cõi trần. Thể của tâm thức khi xuống bốn cảnh thấp của cõi trí bị điều kiện hóa và được cấu tạo do sự kết hợp của chất liệu ở những cảnh thấp này. Ở đây nó được gọi là thể trí. Khi con người sắp sửa đầu thai, thì chủ thể tư tưởng, tức cá tính hay linh hồn con người phát ra những làn rung động chứa năng lực. Những làn rung động này thu hút chung quanh các chất liệu lấy từ bốn cảnh thấp của cõi trí, tạo thành lớp áo cho nó. Theo luật tự nhiên, chất liệu được thu hút đó có cùng bản chất với làn rung động đã được phát ra. Yếu tố thanh nhẹ đáp ứng với làn rung động mau lẹ và hình thể được tạo thành do sự tác động của những làn rung động này. Tương tự như thế, yếu tố thô kịch hơn đáp ứng với làn rung động chậm chạp. Như một sợi dây kim khí sẽ phát ra một nốt nhạc đồng cảm với một số rung động phát ra từ một sợi dây kim khí khác có trọng lượng và độ căng tương tự với nó nhưng nó sẽ giữ yên lặng giữa một hợp sướng với những nốt phát ra từ những sợi dây kim khí dị biệt. Như thế, những chất liệu dị biệt được phối hợp nhau để đáp ứng với những loại rung động khác nhau. Tùy theo những rung động được phát ra từ chủ thể tư tưởng sẽ tạo ra loại bản chất của thể trí. Thể trí ấy được gọi là thể hạ trí vì nó là chủ thể tư tưởng ẩn trong lớp y phục làm bằng chất liệu ở những cảnh thấp của cõi trí, theo điều kiện thích hợp cho những hoạt động tương lai. Những năng lượng quá thanh nhẹ của chủ thể tư tưởng không thể lây chuyển hay đáp ứng với chất liệu ở cảnh thấp này và không thể biểu lộ xuyên qua nó. Vì vậy, sự biểu lộ của chủ thể tư tưởng bị thể hạ trí kho bó, giới hạn. Đó là nhà tù thứ nhất giam hãm nó trong kiếp sống trần gian. Bao giờ năng lực của chủ thể tư tưởng vẫn còn tác động trong đó, thì hiếm khi nó có thể thông đồng được với cõi giới cao hơn của chính nó. Vì nó chú ý vào năng lực hướng ngoại, và đời sống của nó hướng vào thể hạ trí, thiền này thường được gọi là y phục, lớp vỏ hay dẫn thể. Hoặc bất cứ sự diễn tả nào cho thấy chủ thể tư tưởng không phải là thể trí, chí, mà chính nó tạo ra thể trí để có thể biểu lộ càng nhiều càng tốt trong vùng thấp của cõi thượng giới. Chúng ta nên nhớ, năng lực của chủ thể tư tưởng tiếp tục sự phát triển ra bên ngoài sẽ thu hút chung quanh chất liệu thu kịch hơn của cõi trung giới để tạo thành thể vía của nó. Trong suốt thời gian tái sinh, năng lực biểu lộ qua những chất liệu thấp của thể trí sẵn sàng thay đổi thành những rung động chậm chạp hơn để đáp ứng với chất liệu thể vía. Như thế, thể vía và thể trí luôn luôn rung động đồng nhịp với nhau và chúng nó đan kết nhau rất khít khao Những chất liệu cấu tạo nên thể trí càng thu kịch chừng nào thì nó càng kết hợp chặt chẽ với thể phía nhiều chừng ấy. Vì vậy, đôi khi chúng nó được xem như là một thể duy nhất. Khi nghiên cứu đến sự luân hồi thì chúng ta sẽ thấy sự kiện này có một tầm quan trọng chính yếu. Tùy theo giai đoạn tiến hóa mà con người có loại thể trí thích hợp khi đi đầu thai lại. Cũng giống như đối với thể vía, chúng ta khảo sát thể trí của ba hạng người khác nhau, hạng người chưa tiến hóa, hạng người tiến hóa trung bình và hạng người tiến hóa cao về tinh thần. Ở người chưa tiến hóa thì thể trí không rõ ràng, vì nó được cấu tạo bởi một số lượng nhỏ chất liệu của cõi trí, không được sắp xếp thứ tự. Chất liệu ấy phần lớn được rút ra từ những cảnh thấp nhất của cõi trí. Nó gần như hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ những thể thấp, sự thay đổi mạnh của thể phía khi tiếp xúc với những đối tượng vật chất xuyên qua giác quan, tạo ra bên trong hạ trí những làn rung động yếu ớt. Ngoài trừ khi nó bị kích thích bởi những rung động của thể phía, nó gần như bất động và dù bị kích thích nó cũng đáp ứng lại một cách chậm chạp không có một hoạt động rõ rệt nào tự nó phát ra cần phải có những va chạm từ bên ngoài khơi dậy sự đáp ứng của nó sự va chạm càng mạnh chừng nào thì càng giúp cho con người tiến triển chừng ấy vì mỗi rung động đáp ứng thúc đẩy sự phát triển của hạ trí trong thời kỳ phôi thai những cuộc vui chơi ồn ào cơn giận dữ lòng bồng bột sự đau đớn nỗi sợ hãi. Tất cả những đam mê này đều tạo ra những cơn chốt mãnh liệt trong thể phía, đánh thức làn rung động yếu ớt trong thể trí. Những làn rung động này dần dần khêu gợi hoạt động tâm thức thể trí, thêm vào với những ấn tượng thu thập từ bên ngoài. Ta thấy, thể hạ trí xen lẫn khít khao với thể phía, chúng cùng tác động như là một thể duy nhất. Những khả năng của hạ trí vừa mới phát triển ấy làm mạnh thêm tính chất và sức mạnh những đam mê của thể vía khi chúng tác động thuần thu tính. Những ấn tượng tạo ra, tác động nơi thể trí, còn lưu lại lâu dài hơn là ấn tượng trên thể vía và chúng được lặp lại một cách hữu thức bởi thể trí. Nơi đây, khởi sự có ký ức và quan năng tưởng tượng, quan năng này dần dần phát triển theo khuôn khổ hình ảnh bên ngoài, tác động lên chất liệu thể trí và tạo thành những vật thể giống như chúng. Những hình ảnh đó sinh ra do sự va chạm của giác quan và thu hút chung quanh chất liệu thu kịch nhất của thể trí. Những năng lực mới phát triển của tâm thức mô phỏng và tích chứa những hình ảnh này để bắt đầu kích thích hành động phát xuất từ bên trong. Do từ ý muốn kinh nghiệm trở lại, xuyên qua những cơ quan bên ngoài, những làn rung động đã đưa đến thích thú và tránh những làn rung động đưa đến đau khổ. Bấy giờ, thể hạ trí bắt đầu kích thích thể vía làm sống lại những dục vọng, mà trong kiếp thú chúng còn ngủ yên nếu không bị đánh thức bởi những kích thích vật chất. Do đó, ta thấy người kém tiến hóa không ngừng tìm kiếm sự thỏa mãn giác quan mà thú vật không thể có, như sự thèm khát, tàn nhẫn, mưu mô mà loài thấp hơn không biết được. Những năng lực tư tưởng vừa mới phôi thai, đeo theo phục vụ cho cảm giác làm cho người ấy trở thành con thú dã man và nguy hiểm hơn bất cứ một thú vật nào khác. Những năng lực mạnh và thanh nhuyễn hơn bản chất của vật chất tinh thần thể trí cung cấp năng lượng và đem lại sự xảo quyệt cho bản tính đam mê mà ta không thấy ở dưới cầm thú. Nhưng những điều thái quá này sẽ đưa đến sự tự sửa chữa do hậu quả đau khổ mà chúng gây ra. Kinh nghiệm đau buồn tác động đến tâm thức và tạo ra hình ảnh mới, trong đó có sự tác động của trí tưởng tượng. Những điều này thúc đẩy tâm thức chống lại rung động từ bên ngoài xuyên qua thể vía và khởi sự tác động ý chí để kiềm chế đả đam mê, không để cho nó tự do. Những làn rung động đối kháng này một khi tác động sẽ thu hút vào thể trí những tập hợp chất liệu thanh nhẹ hơn của cõi trí và đồng thời loại ra khỏi thể trí những tập hợp thô kịch có khuynh hướng đáp ứng những đam mê của thể vía. Thể trí phát triển là nhờ ở sự đối kháng giữa những làn rung động sinh ra bởi các hình ảnh đam mê và những làn rung động trái nghịch do sự hồi tưởng lại những kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ. Thể trí bắt đầu được sắp xếp rõ rệt và càng ngày càng chủ động hơn đối với những sinh hoạt bên ngoài. Trong khi đời sống thế gian dùng để góp nhặt kinh nghiệm thì đời sống trung gian dùng để đồng hóa chúng, như ta sẽ thấy chi tiết ở chương sau. Vì thế, mỗi lần trở lại trần gian chủ thể tư tưởng đều có những khả năng tích trữ nhiều hơn để tạo ra thể trí của mình. Do đó, người chưa tiến hóa là người có trí khôn làm nô lệ cho đam mê. Khi tiến hóa khá hơn một chút, trí khôn của họ như một bãi chiến trường. Nơi đây, đam mê và năng lực của trí khôn chiến đấu nhau với sức mạnh tương đương nên có lúc thắng lúc bại. Nhưng con người sẽ tiến hóa hơn và dần dần sẽ chủ trị được bản tính thấp hèn của mình ở người tiến hóa trung bình thể trí nảy nở lớn hơn và sắp xếp ngăn nắp hơn nó được cấu tạo bởi một tỷ lệ quân bình giữa những chất liệu rút ra từ cảnh thứ hai thứ ba và thứ tư của cõi trí đến đây thích hợp cho việc nghiên cứu định luật tổng quát về sự cấu tạo và sự biến đổi của thể trí ta đã biết cũng chính nguyên lý ấy tác động nơi những vùng thấp hơn như cõi trung giới và cõi trần sự thực hành làm tăng trưởng sự bất động làm thoái hóa và cuối cùng đưa đến hủy hoại mỗi sự rung động đều làm biến đổi những cơ cấu của thể trí loại ra ngoài chất liệu không đồng nhịp và thay vào bằng chất liệu thích hợp rút ra từ kho tàng bất tận của môi trường chung quanh những loạt rung động càng được lặp đi lặp lại thì phần thể trí chịu ảnh hưởng càng được nảy nở nơi đây ta cũng ghi nhận là sự tác động một cách quá mức của những năng lực tư tưởng sẽ làm tổn hại thể trí sự sử dụng những năng lực đó một cách xấy quấy sẽ làm cho thể trí phát triển không điều hòa, mất thăng bằng. Thành phần nào của thể trí được lực tác động nhiều thì phát triển nhiều, còn những thành phần khác cũng quan trọng không kém, lại không được phát triển. Thể trí lý tưởng là thể trí phát triển toàn diện, điều hòa và cân đối. Muốn được vậy, chúng ta cần phải tự quán xét trong an tịnh và định hướng rõ ràng từ phương tiện cho đến kết quả. Thông hiểu được quy luật này, chúng ta có thể giải thích được vài điều kinh nghiệm thông thường và có hy vọng tiến hóa nhanh hơn. Khi mới bắt đầu học một điều mới mẻ, hoặc cuộc sống khởi sự thay đổi theo chiều hướng đạo đức thanh cao, thì phải đối diện với nhiều sự khó khăn, đôi khi cố gắng cũng không vượt qua được những chướng ngại trên đường đưa đến thành công. Lúc bắt đầu làm một việc gì thuộc về trí thức, thì toàn thể cơ chế tự động của thể trí chống đối lại việc làm đó vì những chất liệu của thể trí đã quen rung động theo một chiều hướng đặc biệt nào, nên không thích ứng với những rung động mới. Trong giai đoạn đầu, có sự tiêu phí năng lực mà không tạo ra được rung động tương xứng ở thể trí. Nhưng sự phí sức này là điều cần thiết mở đầu, vì nó có khuynh hướng làm lung lay để loại bỏ những chất liệu cũ không thích hợp trong thể trí và thu hút vào những loại chất liệu đồng nhịp. Trong suốt tiến trình này, con người không nhận thấy có tiến bộ nào cả mà chỉ thấy hao tốn công sức và sự chống đối tiêu cực mà họ gặp phải. Nhưng nếu bền trí trong một thời gian, những chất liệu mới được thu hút vào khởi sự tác động, con người sẽ thành công hơn trong những cố gắng của họ. Sau hết, khi tất cả chất liệu cũ đã được loại ra và chất liệu mới hoạt động, thì con người đạt được thành công không cần phải cố gắng quá sức và lý tưởng của họ được thực hiện. Giai đoạn đầu tiên là thời gian trọng yếu nhất nhưng nếu con người tin tưởng vào định luật tin chắc nó tác động đúng đắn cũng như tất cả các định luật khác trong thiên nhiên thêm vào sự bền trí cố gắng thì chắc chắn phải thành công hiểu biết được sự kiện này có thể làm cho con người được khích lệ nếu không họ sẽ có khuynh hướng ngã lòng nản trí như thế ta hiểu tại sao người tiến hóa bậc trung có thể tiếp tục cố gắng họ hoan hỉ mà nhận thấy rằng khi càng kiên trì chống lại những đòi hỏi của bản tính thấp hèn, thì chúng càng mất ảnh hưởng đối với họ vì họ đã loại ra khỏi thể trí các chất liệu có thể đáp ứng với làn rung động thấp kém. Rồi thể trí dần dần chỉ còn chứa đựng những tập chất thanh nhẹ của bốn cảnh thấp cõi trí, lúc ấy nó trở nên trói sáng và có hình dáng tuyệt đẹp, đó là thể trí của người tiến hóa về tinh thần. Ở người tiến hóa về tinh thần, tất cả những tập chất thu kịch của thể trí đều bị loại ra, do đó mà đối tượng của cảm giác không còn tìm được chất liệu có thể đáp ứng một cách tương xứng với chúng, cũng giống như trường hợp của thể vía. Thể trí của người tiến hóa về tinh thần chỉ chứa đựng những hợp chất thanh nhẹ của bốn cảnh cõi hạ trí và chất liệu của cảnh thứ ba và thứ tư chiếm đa số đối với chất liệu của cảnh thứ nhì và thứ nhất. Do đó mà nó dễ đáp ứng với mọi hành vi trí thức cao thượng, mọi cảm giác tế nhị của mỹ thuật và mọi sự dung cảm thanh khiết của tình cảm cao nhã. Trong một thể trí như thế, chủ thể tư tưởng có thể biểu lộ một cách hoàn toàn hơn nơi vùng thấp của cõi thượng giới, cũng như nơi cõi trung giới và cõi trần. Chất liệu của thể trí đó có khả năng đáp ứng với tầm rung động rộng lớn, những rung động từ cõi cao xuống uốn nắn nó thành một quan năng cao quý hơn và thanh nhẹ hơn. Thể trí như thế sẵn sàng tạo lại những rung động từ chủ thể tư tưởng đưa xuống và có khả năng biểu lộ ở những cảnh thấp của cõi trí dần dần nó sẽ trở thành một dụng cụ hoàn hảo cho những hoạt động nơi vùng thấp của cõi trí hiểu rõ về bản chất của thể trí có thể sửa đổi rất nhiều nền giáo dục hiện đại và thể trí sẽ trở nên hữu dụng cho chủ thể tư tưởng hơn những đặc tính tổng quát của thể trí có được là do những kiếp trước ở cõi trần của chủ thể tư tưởng ta sẽ hiểu rõ hơn khi nghiên cứu về luân hồi và nhân quả Thể trí được tạo ra tại cõi thượng giới và chất liệu làm ra nó tùy thuộc ở đức tính của chủ thể tư tưởng đã tích trữ do kinh nghiệm quá khứ. Tất cả những gì mà giáo dục có thể làm được là kích thích từ bên ngoài, để vừa đánh thức những khả năng hữu ích đã có sẵn của chủ thể tư tưởng, vừa làm suy yếu và xóa bỏ những tật xấu. Mục đích của nền giáo dục chân chính là khêu gợi sự nảy nở những khả năng bẩm sinh, chứ không phải là dồn những dữ kiện vào trí óc. Ký ức không cần được trau dồi như là một quan năng riêng biệt, vì nó tùy thuộc vào sự chú ý, nghĩa là sự tập trung kiên định của cái trí về một vấn đề đang nghiên cứu và sự hấp dẫn tự nhiên của cái trí đối với vấn đề. Nếu là vấn đề hấp dẫn đối với thể trí, tức là nó có khả năng về vấn đề đó, do sự chú tâm, trí nhớ không mất đi. Cho nên, giáo dục là cần phải trau dồi thói quen định trí cho vững vàng, cũng như sự chú ý bền dai và cũng phải hướng đến những khả năng thiên phú của học sinh. Bây giờ, chúng ta hãy sang qua cảnh vô sắc tướng của cõi thượng giới, là quê hương thật sự của con người trong suốt chu kỳ luân hồi. Chính đây là nơi con người được sinh ra, một linh hồn bé nhỏ một chân ngã sơ sinh, một cá thể còn phôi thai, khi con người khởi sự tiến hóa theo hàng nhân loại thuần túy. Chủ thể tư tưởng tức chân ngã, có hình bầu dục, do đó mà bà Blavatsky gọi thể thượng trí này là Noãn Hào Quang, nó vẫn tồn tại xuyên qua tất cả những kiếp luân hồi. Nó được cấu tạo bằng chất liệu của ba cảnh cao của cõi thượng giới, nên nó rất tinh vi, tuyệt diệu. Khi vừa mới thành hình, nó như một tấm màn the hết sức thanh nhẹ. Dần dần theo đà phát triển, nó trở thành một vật sáng chói, đầy vẻ vinh quang và mỹ lệ tuyệt vời, một thể chói sáng, đúng như tên gọi. Vậy chủ thể tư tưởng này là ai? Như đã nói, Ngài là cây ngã thiêng liêng, bị hạn chế và bị cá tính hóa trong một hình thể thanh nhẹ, cấu tạo bằng chất liệu rút ra từ vùng vô sắc tướng của cõi trí. Chất liệu này bao chung quanh tia sáng từ cái ngã thiêng liêng, một tia sáng sống động của ánh sáng duy nhất và của sự sống vũ trụ. Chất liệu này cô lập tia sáng với nguồn cội của nó, do sự liên hệ của nó đối với thế giới bên ngoài. Tia sáng ấy được bao bọc trong một cái vỏ mỏng manh của chính nó và trở thành một cá nhân. Sự sống trong cá nhân ấy là sự sống của Đức Thượng Đế. Nhưng mọi năng lực của sự sống đó đều ở trong trạng thái tiềm ẩn và bị che lấp. Nơi đây, mọi sự vật đều có khả năng tiềm tàng của sự nảy mầm, cũng như cây nằm trong mầm bé nhỏ của hạt vậy. Hạt này được gieo trong mảnh đất của kiếp sống con người, để cho sức tiềm tàng của nó được hoán khởi dưới ánh nắng tươi vui và mưa buồn đổ lệ, để được nuôi dưỡng bởi nước. Từ mảnh đất của sự sống, mà ta gọi là kinh nghiệm, cho đến khi nào mầm kia nảy nở thành một cái cây hùng vĩ, đó là hình ảnh của đấng đã tạo ra nó. Sự tiến hóa của con người là sự tiến hóa của chủ thể tư tưởng. Con người khoác lấy các thể tại Cõi Hạ Thiên, Trung Giới và Hồng Trần để dùng chúng xuyên qua kiếp sống tại Cõi Trần, Trung Giới và Hạ Thiên, rồi lần lượt phất bỏ chúng qua nhiều giai đoạn của chu kỳ sống. Khi mà con người đi từ cõi này đến cõi kia. Nhưng ở mỗi cõi, con người tích trữ những kết quả mình đã gặt được nhờ sự sử dụng các thể. Thoạt tiên, con người ít có tri thức giống như xác thân của một em bé con người hình như chìm đắm trong giấc ngủ từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi những kinh nghiệm từ bên ngoài lay động đánh thức một vài năng lực tiềm tàng để chúng hoạt động rồi dần dần con người dự phần càng ngày càng nhiều trong việc hướng dẫn cuộc sống của mình đến khi trưởng thành con người nắm lấy trong tay đời sống của mình và ngày càng kiểm soát nhiều hơn vận mạng tương lai của mình thể trường tồn với tâm thức thiêng liêng tạo ra chủ thể tư tưởng, phát triển hết sức chậm chạp. Nó được gọi với cái tên kỹ thuật là nhân thể, vì nó gom góp kết quả của tất cả những kinh nghiệm và những kinh nghiệm này tác động như những nguyên nhân làm khuôn mẫu cho kiếp tương lai. Chỉ có nhân thể là một thể trường tồn trong các thể của con người qua những kiếp luân hồi. Thể trí, thể vía và thể xác đều được đổi mới mỗi lần con người đầu thai. Mỗi thể tới phiên nó phải tan rã đều trao cho thể cao kế đó mùa gặt hái của nó. Và tất cả mùa gặt hái đều được tích lũy trong thể trường tồn. Khi chủ thể tư tưởng đầu thai trở lại, nó phóng năng lực sự trữ từ các mùa gặt hái đến mỗi cõi kế tiếp. Rồi chủ thể tư tưởng thu hút chung quanh mình chất liệu để tạo ra những thể mới, thích hợp với những kinh nghiệm quá khứ. Sự phát triển của chính nhân thể rất chậm chạp như đã nói. Vì thể này chỉ rung động đáp ứng lại những xung lực có thể được biểu lộ nơi chất liệu rất tinh vi cấu tạo ra nó, chỉ những làn rung động đó mới dệt thành nhân thể. Như thế, đam mê đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu tiến hóa của nhân loại, không thể tác động trực tiếp đến sự phát triển của nhân thể. Chủ thể tư tưởng chỉ đồng hóa được những kinh nghiệm nào mà sự rung động của nhân thể có thể lặp lại được. Những kinh nghiệm đó phải thuộc về vùng lý trí và có đặc tính trí tuệ hay đạo đức cao thượng bằng không chất liệu thanh nhẹ của nhân thể không thể nào đáp ứng bằng sự rung động tương xứng với nó được với một chút suy nghĩ ai cũng thấy rằng đời sống mỗi ngày của mình có rất ít chất liệu hữu dụng cho sự phát triển cái thể cao quý đó vì vậy sự tiến hóa rất chậm chạp khi chủ thể tư tưởng có được nhiều năng lực hơn để đưa ra trong mỗi kiếp kế tiếp thì sự tiến hóa sẽ được thúc đẩy mau lại hơn cứ mãi làm ác là đi ngược với nhân thể điều này không những làm chậm sự phát triển của nó mà còn gây nhiều tai hại hình như sự cố ý duy trì điều ác khiến cho con người không còn khả năng đáp ứng với những làn rung động tốt do đó mà sự tiến triển bị trì trệ trong một thời gian rất dài sau khi đã từ bỏ việc ác nhân thể chỉ có thể bị làm tổn hại trực tiếp do điều ác thuộc về trí thức cao và tinh vi hay là một tội ác tâm linh được đề cập trong những thánh kinh trên thế giới cũng may Trường hợp đó rất hiếm, hiếm như là một điều thiện tâm linh. Hai trường hợp đó chỉ xảy ra ở những người tiến hóa cao, dù họ thuộc tránh đạo hay tà đạo. Chỗ cư trú của chủ thể tư tưởng hay con người trường tồn là cảnh thứ năm cõi thượng giới, tức cảnh thấp nhất của vùng vô sắc tướng cõi thượng giới. Đa số nhân loại đều ở tại đó. Họ vừa mới thức tỉnh và còn trong thời kỳ ấu trĩ của đời sống ý thức của chủ thể tư tưởng phát triển một cách chậm chạp, theo năng lực tác động ở các cõi dưới để góp nhặt kinh nghiệm, những kinh nghiệm quý báu sau mùa gặt hái của một kiếp người. Con người vĩnh cửu, hai chân ngã cá tính này là con người thực sự, đang thủ diễn vai trò trong mỗi thể mà nó khoác lên mình. Chính sự hiện diện của chân ngã cá tính đó làm ta có cảm tưởng rằng cơ thể và tâm trí là ta. Cái ta tự nó là tâm thức do ảo ảnh nó đồng hóa với thể thấp mà nó đã cung cấp năng lực sống. Đối với người ham thích cảm giác, cái ta là xác thân và bản chất dục vọng, họ dùng hai thể đó để hưởng vui thú và nghĩ rằng hai thể đó là chính họ, vì họ sống trong chúng. Đối với người thông thái, cái ta là trí khôn, vì họ tìm thấy niềm vui trong khi làm việc bằng trí não và cuộc sống của họ tập trung vào trí khôn đó một số ít người có thể vượt lên những cao độ trừ tượng của triết lý tinh thần và cảm thấy được con người vĩnh cửu mới thật là ta với ký ức đi từ những kiếp quá khứ và hy vọng trải dài đến những kiếp tương lai. Các nhà sinh lý học nói rằng nếu ngón tay ta bị đứt, ta cảm thấy đau, nhưng cái đau thực sự chẳng phải nơi máu chảy mà là ở não bộ, rồi trí tưởng tượng đưa sự đau đớn đó đến chỗ bị đứt, vậy cảm giác đau ở ngón tay bị đứt là một ảo ảnh. Vì vậy, có người vẫn cảm thấy đau ở cánh tay đã bị cắt mất từ lâu, hay nói đúng hơn, là nơi khoảng không gian mà cánh tay đã chiếm lúc chưa bị cắt. Tương tự như vậy, cái ta duy nhất là con người bên trong cảm thấy đau khổ hay vui sướng ở tại các lớp vỏ, các thể thấp bao bọc nó tại điểm giao tiếp với ngoại giới và cảm thấy lớp vỏ là mình. Họ không biết cảm giác đó chỉ là một ảo tưởng, mà họ là kẻ tác động là chủ thể kinh nghiệm ẩn trong mỗi lớp vỏ. Với sự hiểu biết này, bây giờ chúng ta hãy xem xét mối liên quan giữa thượng trí và hạ trí và sự tác động của chúng lên não bộ. Cái trí, manas hay chủ thể tư tưởng là một và là cái ngã trong nhân thể, nó là nguồn năng lượng vô biên và cũng là nguồn của vô số loại rung động được phóng ra bên ngoài. Những làn rung động nào thanh cao nhất và tinh vi nhất đều biểu lộ trong chất liệu của nhân thể, nó là thể duy nhất khá tinh vi, khả dĩ đáp ứng được với loại rung động đó mà thôi. Chúng ta gọi những làn rung động thanh cao nhất và tinh vi nhất này là thuần lý. Tư tưởng của nó thì trừ tượng, phương pháp để đạt sự hiểu biết là trực giác. Chính bản tính của nó là sự hiểu biết, nó nhận thức chân lý một cách trực tiếp và phù hợp với chính nó. Những làn rung động ít tinh vi hơn phát ra ngoài, thu hút chất liệu ở vùng thấp của cõi trí để tạo thành thể hạ trí. Những năng lực thu kịch hơn biểu lộ trong chất liệu đậm đặc làm ra hạ trí, những gì mà ta gọi là trí khôn, nó bao gồm lý trí, sự xét đoán, trí tưởng tượng, sự so sánh cùng những khả năng trí thức khác. Tư tưởng của nó là cụ thể và phương pháp của nó là luận lý, logic, nó tranh luận, suy lý, phán đoán. Những làn rung động này tác động qua chất liệu trung giới lên não bộ của thể phách từ đó tác động lên não bộ thuộc kịch của xác thân. Nơi đây, chúng tạo ra làn rung động nặng nề, chậm chạp là sự lặp lại những rung động của chính chúng nó. Những làn rung động này nặng nề, chậm chạp vì năng lực mất đi nhiều linh động khi nó phải làm chuyển động loại vật chất nặng nề hơn. Sự đáp ứng yếu ớt này xảy ra mỗi khi làn rung động phát sinh từ nơi thanh nhẹ đến nơi nặng trực hơn, điều này không lạ gì đối với những người đã học môn vật lý. Quý vị đánh chuông trong không khí, tiếng chuông vang lên rõ rệt. Khi ta đánh chuông trong khinh khí, hydrogen, và để khinh khí nổi lên những làn sóng rung động, quý vị sẽ thấy tiếng chuông nhỏ đi nhiều. Cũng thế, những tần số rung động mau lẹ và tinh vi của tư tưởng trở nên yếu và chậm chạp khi được não bộ tiếp nhận. Đó là tất cả những gì mà đại đa số nhân loại biết về tâm thức của họ cái trí tác dụng xuyên qua tâm thức hồng trần là một điều rất quan trọng vì lẽ tâm thức đó là trung gian duy nhất mà chủ thể tư tưởng có thể gặt hái được những kinh nghiệm để tiến hóa khi tâm thức hồng trần chạy theo và bị chế ngự bởi đam mê phóng đãng thì không có gì cung cấp cho linh hồn nên nó không thể tiến bộ được khi tâm thức ấy hoàn toàn chuyên trú vào những sinh hoạt tri thức liên hệ đến thế giới bên ngoài thì nó chỉ khêu gợi được những năng lực thấp của chủ thể tư tưởng chỉ khi nào chủ thể tư tưởng có thể ảnh hưởng và làm cho tâm thức hồng trần cảm biết được mục đích thực của đời sống, thì nó mới bắt đầu lo tròn trách nhiệm có giá trị nhất của nó là gặt hái những gì có thể kích động và nuôi dưỡng các năng lực cao nhất của con người. Trên đường phát triển, chủ thể tư tưởng càng ngày càng ý thức những quyền năng tự nhiên của chính nó và cũng ý thức những tác dụng của năng lực ở các cõi dưới, nơi những thể thấp bao bọc nó. Kế đó, nó bắt đầu cố gắng ảnh hưởng đến những thể này và dùng ký ức của quá khứ để hướng dẫn ý chí. Những cảm tưởng mà ta gọi là lương tâm là những điều liên quan đến đạo đức và ánh sáng của trực giác là những điều soi sáng trí khôn. Khi hai thứ cảm tưởng này xảy ra khá liên tục trong cuộc sống thường ngày, thì đó là thiên tài. Sự tiến hoa cao của chủ thể tư tưởng biểu thị bằng việc gia tăng chủ trị các thể thấp bằng sự tăng cường sức nhạy cảm của các thể thấp đối với ảnh hưởng của nó và đóng góp càng ngày càng nhiều cho sự tiến hóa của linh hồn những người quyết tâm hợp tác trong sự tiến hóa này thì phải cố gắng liên tục luyện tập hạ trí và bản chất đạo đức của mình theo phương pháp đúng đắn thói quen suy nghĩ an tịnh kiên trì và theo thứ tự nối tiếp nhau hướng về những vấn đề không thuộc thế tục trong khi học hỏi hoặc tham thiền làm mở mang thể trí để nó trở thành một dụng cụ tốt cố gắng cho rồi tư tưởng trừ tượng cũng hữu ích. Nó sẽ nâng cao hạ trí đến thượng trí và thu hút vào thể trí những chất liệu thanh nhẹ nhất của cõi hạ thiên. Nhờ những phương pháp tương tự như vậy, tất cả mọi người đều có thể cộng tác một cách đắc lực trong sự tiến hóa của chính họ, mỗi bước tiến lên làm cho những bước kế tiếp được màu lẻ hơn. Không một cố gắng nào, dù nhỏ nhặt, bị mất đi, mỗi cố gắng đều đưa đến kết quả và mỗi kết quả này đều được thu thập và đưa vào trong, tích trữ ở kho tàng châu báu của nhân thể để dùng về sau. Mặc dù chậm chạp và ngập ngừng, sự tiến hóa cứ tiếp tục đi tới mãi và sự sống thiêng liêng luôn luôn nảy nở trong mỗi linh hồn, dần dần chinh phục mọi sự vật. Chương 5 Cõi trời chân phúc Trong danh tử thông thiên học, đê và khận là một tên để chỉ cõi trời. Nếu dịch theo văn tự, thì nó có nghĩa là trói sáng, hay nơi của các vị thiên thần. Nó là một phần được bảo vệ trong cõi thượng giới, nơi đó tất cả những đau khổ và hung ác đều được loại trừ bởi các đấng sáng suốt tinh thần cao cả lãnh đạo sự tiến hóa của nhân loại. Chính nó là nơi trú ngụ của nhân loại đã bỏ thể xác và vía sau khi đã trải qua một thời gian ở cảm dục giới, Kamaluka. Đời sống ở cõi đê và khận gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất diễn tiến trong bốn cảnh thấp của cõi thượng giới. Nơi đây, Chủ thể tư tưởng vẫn còn giữ thể trí và vẫn còn bị điều kiện hóa bởi thể trí. Thể này vẫn còn được dùng trong sự đồng hóa những chất liệu thu thập qua suốt cuộc sống trần gian mà nó vừa ra khỏi. Giai đoạn thứ nhì diễn tiến trên cõi vô sắc tướng, tức ba cảnh trên của cõi thượng giới. Nơi đây, chủ thể tư tưởng rời bỏ thể hạ trí, sống không vướng bận trong một phạm vi không giới hạn, với đầy đủ ý thức và tri thức đã đạt được. Thời gian ngụ tại cõi chân phúc này lâu hay mau tùy thuộc vào số lượng chất liệu dành cho đời sống trên cõi đó, do linh hồn đem theo từ cuộc sống trần gian. Kết quả của mùa gặt dành để tiêu dùng và đồng hóa nơi cõi đê và khận là những tư tưởng cùng mọi xúc động thanh cao tạo ra trong lúc sống ở thế gian. Nó bao gồm tất cả những cố gắng tri thức, đạo lý và nguyện vọng cao đẹp, cùng mọi ký ức về công việc làm hữu ích và những chương trình nhằm vào việc phụng sự nhân loại. Tóm lại, Tất cả những gì có thể biến đổi thành khả năng trí thức và đạo đức đều trợ giúp sự tiến hóa của linh hồn. Dù những cố gắng đó có yếu kém và tạm thời đi nữa, cũng không một cố gắng nào bị mất. Nhưng, những đam mê ích kỷ thuộc về thú tính không thể vào cõi thiên đàng được, vì nơi đây không có chất liệu dành cho chúng để biểu lộ. Và lại, tất cả những điều xấu ác của tiền kiếp, dù chúng nhiều hơn điều thiện, cũng không ngăn con người gặt hái được kết quả tốt dù ít oi mà họ đã gieo. Mùa gặt ít oi đưa đến đời sống rất ngắn ngủi trên cõi chân phúc này. Dù người trị lạc nhất, nếu có một chút ít hoài bão về điều thiện, một chút ít xúc động về yêu thương, thì họ cũng có thể được một thời gian ngắn sống trên cõi đề va chấn. Nơi đây, mầm của điều thiện này được trồi non, và tia lửa của điều thiện có thể biến thành ngọn lửa bé nhỏ. Trong quá khứ, nếu con người biết dành nhiều thời giờ hướng về tinh thần và tổ chức đời sống của mình nhằm mục đích vui hưởng hạnh phúc nơi cõi trời chân phúc thì thời gian lưu trú nơi cõi này rất lâu, đôi khi kéo dài cả nhiều nghìn năm. Ở vào thời đại hiện tại, tâm trí con người chú trọng quá nhiều vào những chuyện thế gian và quá ít về đời sống tinh thần, cho nên thời gian lưu trú trên cõi chân phúc trở nên ngắn hơn. Tương tự như thế, Thời gian lưu trú trên các cảnh cao hay thấp của cõi thượng giới tương xứng với số tư tưởng hoạt động trong thượng trí và trong hạ trí. Những tư tưởng thuộc về bản ngã, về kiếp sống vừa qua với tham vọng, lợi lộc, tình thương, hy vọng và sợ sệt, mọi tư tưởng ấy nảy nở trên cõi thiên đàng sắc tướng. Trong khi những tư tưởng thuộc về thượng trí của trí khôn trừ tượng, không cá tính sẽ sinh hoạt và đồng hóa trong vùng thiên đàng vô sắc tướng. Đa số người đời vào vùng cao cả ấy chỉ một thời gian ngắn rồi trở ra liền, một số người khác ở phần lớn thời gian, và chỉ có một thiểu số người sống chọn thời gian thuộc về cuộc sống chân phúc của họ. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu vài ý niệm căn bản chi phối đời sống ở cõi đê va chấn, vì đời sống này rất khác với đời sống ở cõi trần, cho nên bất cứ sự miêu tả nào về nó cũng có thể bị hiểu sai lạc, do chính nó rất khác thường. Người đời còn đang giữ xác phàm, nhận thức rất ít về sự sống của thể trí họ, cho nên trước sự miêu tả kiếp sống ấy, riêng biệt với thể xác, họ mất đi mọi ý niệm về thực tế và có cảm giác như đang vào thế giới của mộng tưởng. Ý niệm thứ nhất cần phải hiểu là, đời sống ở cõi trí rất mãnh liệt, linh động và rất gần với sự thật hơn là đời sống của những giác quan. Tất cả những gì mà chúng ta thấy, sờ, nghe, nếm và người ở cõi trần đều cách xa sự thực gấp hai lần hơn những điều mà chúng ta tiếp xúc ở cõi thiên đàng chúng ta không thấy mọi sự vật như thực mà chỉ thấy bên ngoài mọi sự vật qua hai tấm màn ảo ảnh phủ lên tất cả những gì chúng ta thấy cảm giác về thực tại của chúng ta ở cõi trần hoàn toàn sai lầm ta không biết đồ vật và con người một cách như chúng là những gì ta biết được về chúng là những ấn tượng mà chúng gây nên trên giác quan của ta và xuyên qua kết luận thường sai lạc Ta suy đoán theo sự kết tập của những ấn tượng này. Bạn hãy quan sát ý niệm của nhiều loại người, một người cha, một người bạn thân thiết, người con gái yêu thương, người đối thủ trong việc làm ăn, kẻ thù nguy hiểm nhất và của một người tình cờ mới quen biết, bạn sẽ thấy ý niệm của họ về một người nào đó rất khác biệt nhau. Mỗi người chỉ đưa ra cảm tưởng của chính họ và nó khác xa với sự thật về người mà họ xét đoán. Con người thật sự của cá nhân ấy chỉ được thấy qua đôi mắt có thể xuyên thủng được mọi bức màn bao bọc người ấy. Ta biết mỗi người bạn của ta xuyên qua những ấn tượng mà họ để lại nơi ta và cảm giác này bị hạn chế rất nhiều bởi khả năng nhận thức của ta. Một đứa trẻ kia có thể có một người cha là chính trị gia nổi tiếng, với những hoài bão cao cả, với mục đích bá chủ, nhưng vị lãnh đạo vận mạng của một nước này, đối với nó, chỉ là một người bạn chơi đùa vui vẻ một người kể chuyện đời xưa hấp dẫn nhất. Chúng ta sống trong ảo mộng, nhưng có cảm nghĩ là thực tại. Điều này làm cho ta hài lòng. Trên cõi thiên đàng, ta vẫn còn bị ảo ảnh bao phủ, nhưng gần thực tại hơn hai bậc như vừa nói, và nơi đây cảm giác về thực tại làm cho ta hài lòng. Ảo ảnh trần gian vẫn còn tại cõi trời thấp, nhưng đã được giảm bớt, và sự tiếp xúc lẫn nhau ở cõi này thực tại và trực tiếp hơn. Vậy không bao giờ nên quên rằng, những cõi trời là thành phần của một hệ thống tiến hóa vĩ đại, và bao giờ con người chưa tìm được chân ngã thật sự của mình, thì sự không thực tại của chính mình đưa mình đến những ảo ảnh. Tuy nhiên sự kiện làm cho ta có cảm giác về thực tại trong lúc sống ở trần gian và không thực tại khi nghiên cứu cõi thiên đàng, là khi chúng ta nhìn kiếp sống trần gian từ bên trong. Với tất cả những áp lực của ảo ảnh, trong lúc đó, chúng ta suy tưởng về cảnh thiên đàng từ bên ngoài tạm thời thoát khỏi màn ảo ảnh của nó. Trên cõi thiên đàng, tiến trình bị đổi ngược, những cư dân ở đây có cảm giác sự sống của họ là thật, và khi nhìn về cuộc sống trần gian họ thấy đích thực là những ảo ảnh và lầm lẫn, tóm lại, họ gần gũi với thực tại hơn là những kẻ dưới trần. Nơi đây, chủ thể tư tưởng chỉ mặc một lớp áo là thể trí và có thể sử dụng một cách tự do những quyền năng của nó chủ thể tư tưởng biểu lộ bản chất sáng tạo của những quyền năng này theo một đường lối và mức độ mà người Trần khó hiểu nổi. Nơi cõi Trần, họa sĩ, điêu khắc gia hay nhạc sĩ mơ mộng về những vẻ đẹp tuyệt vời, họ sáng tạo những ảnh tượng ấy bằng năng lực tư tưởng. Nhưng khi họ tìm cách diễn tả mộng tưởng của họ bằng những nguyên liệu thu kịch của cõi Trần thì tác phẩm của họ bị khiếm khoát rất nhiều so với những gì họ sáng tạo trong trí. Đá cẩm thạch rất cứng, khó mà tạc thành hình hoàn hảo được, những chất màu quá mờ đục, khó tô vẽ lại những màu sắc sáng ngời. Ở cõi thượng giới, tất cả những gì mà nhà nghệ sĩ nghĩ đến sẽ lập tức biểu lộ hình dáng, vì chất liệu mảnh mai và tinh vi của cõi thượng giới chính là chất liệu của thể trí. Là môi trường mà nơi đó thể trí sinh hoạt, không vướng bận bởi những đam mê và mỗi rung động của tư tưởng sẽ tạo ra hình tượng đúng với nó. Do đó, mỗi người trong một cảm giác rất thực, tạo cho mình một cảnh trời riêng biệt và mỗi người tùy theo năng lực và sự phong phú của thể trí có thể làm tăng ra vô hạn sự mỹ lệ chung quanh mình. Khi năng lực của linh hồn càng phát triển, thì cõi trời của nó càng trở nên tế nhị và tuyệt diệu hơn ở cõi thượng giới chính linh hồn tự tạo ra mọi giới hạn khi nó mở mang thâm sâu hơn thì cõi trời của nó cũng thâm sâu và rộng rãi hơn đối với linh hồn còn yếu đuối ích kỷ nhỏ mọn và chưa phát triển đầy đủ thì đời sống trên cõi trời bị giảm bớt do tính tình nhỏ mọn của họ tuy nhiên đời sống này luôn luôn tốt nhất mà linh hồn có thể biểu lộ dù cái tốt nhất đó vẫn còn ít oi khi con người tiến hóa hơn, đời sống thiên đàng của họ trở nên đầy đủ hơn, phong phú hơn và thật hơn. Những linh hồn càng tiến hóa cao, càng liên lạc với nhau chặt chẽ hơn và thâm sâu hơn. Nếu đời sống dưới thế gian về phương diện tri thức và đạo đức quá ít, yếu ớt, vô vị và nông cạn thì kết quả ở thiên đàng là một đời sống tương đối ngắn, yếu ớt, vô vị và nông cạn vì chỉ những yếu tố trí thức và đạo đức mới tồn tại nơi đó mà thôi chúng ta không thể có hơn cái có của chúng ta và mùa gặt tùy theo mùa gieo đừng lầm lẫn không ai có thể đánh lừa được thần thánh vì điều gì con người đã gieo thì con người sẽ gặt không hơn không kém sự lười biếng và tham lam làm cho chúng ta mong muốn gặt những gì mà chúng ta không gieo nhưng trong vũ trụ được cai quản bởi định luật sự công bình và nhân ái trả công cho mỗi người đúng với việc làm của họ. Những ấn tượng hay những hình ảnh tinh thần mà chúng ta nghĩ về bạn bè sẽ ảnh hưởng đối với chúng ta trên cõi thiên đàng. Trung quanh mỗi linh hồn, tụ tập rất đông những người mà họ thương mến ở cõi trần vì mỗi hình ảnh của người thương yêu trong tận đáy lòng trở thành một người bạn đồng hành sống động của linh hồn ở cõi trời và họ không thay đổi. Họ đối với ta cũng như lúc họ còn sống ở cõi trần không hơn không kém. Dáng vẻ bên ngoài của người bạn đã ảnh hưởng lên những giác quan của chúng ta. Với năng lực sáng tạo của thể trí, chúng ta tạo lại hình dáng ấy bằng chất liệu cõi thượng giới. Đó là hình ảnh tinh thần thực sự có tại đây, mặc dù chúng ta biết là không có. Một hình ảnh khách quan trong chất liệu linh động của thể trí, chúng ngụ trong bầu không khí tri thức của chính chúng ta. Hơn nữa, tất cả những gì lu mờ, không rõ ràng ở cõi Trần sẽ trở nên sống động và linh hoạt không thể tả. Đối với sự liên lạc thực sự giữa hai linh hồn, chúng ta thấy nó chặt chẽ hơn, gần gũi hơn, thân mật hơn tất cả những gì mà chúng ta biết nơi cõi Trần, vì trên cõi thượng giới không có sự ngăn cách giữa các linh hồn. Tùy theo mức độ thực tại về sự sống của linh hồn sẽ phản ảnh với mức độ thực tại trong vấn đề liên lạc với linh hồn khác. Hình ảnh tư tưởng của những người bạn là do chúng ta tạo ra hình dáng đó là hình dáng mà chúng ta biết và thương yêu linh hồn đó biểu lộ qua hình thể đến linh hồn chúng ta tới mức độ có thể rung động đồng cảm với nhau nhưng không có sự liên lạc với những người mà chúng ta biết tại cõi trần nếu sự liên hệ với nhau xuyên qua thể xác hoặc thể vía mà không có sự đồng điệu về cuộc sống bên trong do đó trên cõi trời chân phúc không có kẻ thù nghịch nào có thể xen vào được vì chỉ có sự đồng cảm giữa tâm và trí mới thu hút con người lại với nhau. Sự phân cách tâm và trí có nghĩa là phân cách ở cõi thượng giới, vì nơi đây không có điều gì thấp kém hơn tâm và trí có thể biểu lộ được. Đối với những người vượt xa hơn chúng ta trên đường tiến hóa, ta liên lạc với họ nhiều thế nào cũng được, miễn là ta đáp ứng được họ. Phạm vi hiện hữu của họ trải ra xa tầm với của chúng ta, nhưng chúng ta có thể tiếp xúc được là do nơi chúng ta. Hơn nữa, những bậc cao cả này có thể và thực sự đang giúp sự sống của chúng ta nơi cõi trí, trong những điều kiện mà chúng ta sắp nghiên cứu sau đây. Họ giúp ta trưởng thành để tiến lên tới họ, hầu có thể tiếp nhận càng ngày càng nhiều hơn. Như thế, trên cõi trí không có sự chia cách bởi thời gian và không gian, mà chỉ có sự chia cách do sự không đồng cảm, do sự thiếu hòa hợp giữa tâm và trí. Trên cõi trời chân phúc, chúng ta sống với tất cả những người mà chúng ta thương yêu với những người mà chúng ta kính ngưỡng và chúng ta liên lạc với họ được nhiều hay ít tùy theo giới hạn của khả năng chúng ta hay của họ, trong trường hợp chúng ta tiến xa hơn họ. Chúng ta gặp lại họ dưới hình dáng mà ta thương yêu lúc ở cõi trần, với ký ức hoàn toàn của những liên hệ lúc còn sống ở thế gian. Vì cõi trời là sự nở hoa của những nụ hoa chưa nở ở thế gian, và tình thương yếu ớt bị ngăn chặn trong kiếp này sẽ nảy nở với sức mạnh và sự mỹ lệ của nó nơi đây có sự liên lạc trực tiếp cho nên không có sự hiểu lầm do lời nói hay tư tưởng mỗi người thấy tư tưởng của bạn mình phát ra đến mức độ mà họ có thể đáp ứng được cõi trời chân phúc là thế giới phúc lạc và vui tươi không tả xiết nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa không phải chỉ là nơi ngươi nghỉ của kẻ hành hương mệt mỏi nơi cõi thượng giới có sự quán xét lại đồng hóa và dần dần biến đổi những kinh nghiệm có giá trị tinh thần và đạo đức của chủ thể tư tưởng trong kiếp sống vừa qua, thành những khả năng tinh thần và đạo đức xác định của linh hồn. Những quyền năng này sẽ theo con người lúc tái sinh ở kiếp kế tiếp. Con người không đem vào được thể trí mình cái ký ức của dĩ vãng, vì thể trí kiếp trước khi đến ngày giờ sẽ tan rã. Ký ức quá khứ chỉ tồn tại với chủ thể tư tưởng, là người đã trải qua và đang chịu đựng nó nhưng những sự kiện của kinh nghiệm quá khứ này được biến đổi thành khả năng trí thức vì vậy nếu một người đã nghiên cứu sâu xa một vấn đề nào thì ảnh hưởng của sự nghiên cứu ấy sẽ tạo ra một khả năng đặc biệt khiến cho họ thâm hiểu vấn đề đó một cách dễ dàng khi họ vừa gặp lại nó ở kiếp lai sinh con người sẽ được sinh ra với bẩm tính đặc biệt về môn học đó và chắc chắn sẽ thành công dễ dàng tất cả những điều mà con người đã suy gẫm lúc ở cõi trần sẽ được dùng tại cõi thiên đàng. Mỗi một hoài bão được biến đổi thành năng lực, tất cả những cố gắng không thành công sẽ trở thành khả năng và sức mạnh. Những phấn đấu và thất bại là vật liệu dùng để rèn đúc các khí cụ chiến thắng. Những nỗi phiền muộn và lầm lạc trói sáng như loại kim khí quý giá dùng để rèn luyện ý chí một cách khôn ngoan và đúng hướng. Những kế hoạch phước thiện đã thất bại vì thiếu sự khéo léo và năng lực sẽ được tư tưởng tinh luyện thực hiện lại từ chi tiết tại cõi thượng giới. Năng lực cần thiết, cũng như sự khéo léo được phát triển dưới hình thức khả năng trí tuệ sẽ được dùng trong kiếp sau ở cõi Trần. Nơi đây học giả thông minh và nhiệt tâm sẽ được tái sinh làm thiên tài, và tín đồ mộ đạo sẽ được đầu thai làm thánh nhân. Vậy, đời sống trên cõi trời chân phúc không phải chỉ là một giấc mộng suông hay một nơi cực lạc rảnh rang, không mục đích. Thượng giới là nơi phát triển trí và tâm không bị ngăn trở bởi vật chất thô kịch cùng sự lo âu nhỏ nhặt. Đó là nơi rèn luyện những khi giới để chiến đấu cực nhọc ở cõi trần, và nơi đó, sự tiến hóa tương lai của chúng ta được bảo đảm. Khi chủ thể tư tưởng ở trong thể trí đã thu thập mọi kết quả của kiếp sống dưới trần, thì nó vứt bỏ thể ấy để sống không vướng bận ở nơi trú ngụ của nó. Tất cả quan năng trí thức đã biểu lộ trên những cảnh thấp của cõi thượng giới được thu góp vào trong nhân thể cùng với những mầm của sự sống đam mê đã được thu vào thể trí, khi thể này vứt bỏ cái vỏ thể vía để cho nó tiêu tan tại vùng cảm dục giới. Tất cả khả năng trí thức và đam mê này đều trở nên tiềm ẩn một thời gian trong nhân thể. Đó là những năng lực ẩn khuất vì thiếu chất liệu để biểu lộ. Thể trí là lớp áo cuối cùng và tạm thời của con người sẽ tan rã và những chất liệu đã tạo ra nó trở về với chất liệu chung của cõi thượng giới nơi mà chúng đã được rút ra khi chủ thể tư tưởng đi đầu thai ở kiếp vừa qua. Như thế, chỉ có nhân thể hay thượng trí còn lại. Nó là kho báu, là nơi chứa đựng tất cả những gì đã được đồng hóa ở kiếp trước. Chủ thể tư tưởng đã xong chu kỳ hành hương dài và đang ngơi nghỉ một lúc nơi quê hương. Trạng thái tri thức của nó hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ tiến hóa mà nó đã đạt được. Trong những giai đoạn đầu của sự sống, Mỗi khi chủ thể tư tưởng mất các thể thấp, nó chỉ ngủ yên và tự bao bọc trong vô thức. Chủ thể tư tưởng có nhịp sống thanh nhẹ, nó đồng hóa bất cứ kết quả nhỏ nhặt nào của đời sống thế gian mà nó có thể hấp thu vào bản chất của nó, nhưng không chi thức được những gì chung quanh. Đến giai đoạn tiến hóa khá hơn, sự sống của nó trở nên ngày càng quan trọng hơn và chiếm một phần lớn đời sống của nó trên cõi thượng giới nó trở nên tự chi thức và ý thức những gì chung quanh của cái không phải là mình toàn cảnh của cuộc sống trước mắt hiện ra trong ký ức của nó và kéo lui lại đến những giai đoạn quá khứ nó thấy những nguyên nhân gây nên kết quả cho cuộc sống vừa qua và chiêm nghiệm những nguyên nhân mới mà nó vừa tạo ra trong kiếp sau cùng nó đồng hóa và đưa vào cấu trúc của nhân thể tất cả những gì cao thượng và tuyệt diệu nhất ở kiếp vừa qua nhờ sự linh hoạt bên trong nó phát triển và phối hợp những chất liệu trong nhân thể nó trực tiếp liên lạc với những linh hồn cao cả đang còn sống ở cõi trần hoặc đã rời bỏ cõi trần nó vui mừng trong sự liên lạc với họ học những minh chiết già dặn và những kinh nghiệm lâu dài của họ ở mỗi kiếp kế tiếp giai đoạn sống trên cõi trời chân phúc trở nên phong phú và uyên thâm hơn với sự khai triển khả năng thu nhận sự hiểu biết ổ ạt đổ vào nó một cách dồi dào hơn Càng ngày nó càng hiểu biết những tác động của định luật cùng những điều kiện để phát triển và tiến hóa. Mỗi lần tái sinh trở lại cõi trần, nó có một sự hiểu biết thâm sâu hơn, một năng lực hữu hiệu hơn, một quan điểm về mục đích của đời sống minh bạch hơn và một sự phân biệt rõ ràng con đường để bước tới. Mỗi chủ thể tư tưởng, dù ít tiến hóa, trước khi trở về sống dưới các cõi thấp, trong một lúc thấy được rõ ràng quá khứ của mình và những nguyên nhân tác động từ đó, để tạo thành tương lai. Nó cũng thấy cái sơ đồ tổng quát của kiếp luân hồi kế tiếp trải ra trước mắt, rồi đám mây của chất liệu thấp kéo lên chung quanh, che khuất sự thấy đó và chu kỳ của sự đầu thai lại bắt đầu với sự tỉnh thức của những năng lực hạ trí. Với những làn rung động thu hút các chất liệu từ những cảnh thấp của cõi trí để tạo ra thể hạ trí mới, mở màn cho giai đoạn đầu của một chu kỳ mới. Vấn đề này sẽ được giải thích chi tiết nơi chương nói về sự luân hồi. Linh hồn sau cơn ngủ say cởi bỏ mảnh chót của thể vía và sẵn sàng ra khỏi cảm dục giới đến cõi thượng giới, tức ra khỏi luyện giới đến cõi trời. Tâm thức tỉnh thức với một cảm giác vui mừng không thể tả, với một niềm phúc lạc vô biên và một sự bình an vượt khỏi tầm hiểu biết. Một âm điệu dịu dàng nhất thủ thỉ chung quanh nó, màu sắc thanh bay nhất chào đón nhãn quang vừa chớm nở của nó chính cái không khí chung quanh cũng tràn đầy âm nhạc và màu sắc và toàn thể cái hiện hữu được tràn ngập bởi ánh sáng và sự hài hòa rồi xuyên qua lớp sương mù vàng trói hiện lên những khuôn mặt thương yêu dịu dàng mà họ đã gặp khi còn ở cõi trần họ được thanh khiết hóa trong vẻ đẹp với những xúc động cao thượng nhất đáng yêu nhất không có một chút dính dáng đến sự yêu phiền và đam mê của những cõi thấp ai có thể tả được niềm phúc lạc khi được thức tỉnh này Ai có thể tả được sự vinh quang của ánh bình minh đầu tiên trong kiếp sống trên cõi thiên đàng. Bây giờ, chúng ta sẽ học một cách chi tiết những trạng thái của bảy cảnh trong cõi thượng giới. Chúng ta nhớ rằng bốn cảnh thấp của cõi thượng giới là thế giới sắc tướng, nơi đây mọi tư tưởng hiện lên ngay bằng một hình ảnh. Thế giới sắc tướng này thuộc về cõi của phàm ngã, cho nên mỗi linh hồn được bao bọc bởi nhiều nguyên tố của kiếp đã qua, những nguyên tố này đã xâm nhập vào thể trí và chúng có thể biểu lộ bằng chất liệu thuần khiết của thể trí vùng thứ nhất thấp nhất là cõi trời của những linh hồn ít tiến hóa nhất sự xúc động cao nhất ở cõi trần của họ là một tình thương chật hẹp chân thật và đôi khi không ích kỷ đối với gia đình cùng bạn bè họ cũng có thể có vài sự ngưỡng mộ thân ái đối với một người nào trong sạch và cao đẹp hơn họ mà họ gặp ở trần gian hoặc giả họ có thể có vài ước vọng sống một đời sống cao đẹp hơn hay có vài hoài bão thoáng qua hướng về sự tăng trưởng trí thức và đạo đức. Trong họ, không có nhiều vật liệu dùng để xây dựng những quan năng và đời sống của họ tiến triển rất chậm chạp. Tình quyến luyến gia đình của họ sẽ được nuôi dưỡng và nới rộng hơn chút ít. Sau một thời gian, họ được tái sinh với một bản năng cảm xúc hơi khá hơn và có nhiều khuynh hướng hơn trong việc nhận ra và đáp ứng với lý tưởng cao đẹp. Trong khi đó, Họ vui hưởng tất cả hạnh phúc mà họ có thể nhận được. Cái tách của họ nhỏ hẹp, nhưng chứa đầy ân huệ, và họ vui hưởng tất cả những gì mà họ có thể nhận được tại cõi trời. Sự trong sạch, điều hòa của đời sống trên cõi chân phúc này tác động đến những quan năng chưa phát triển, để kích động chúng thức tỉnh và linh hoạt, và từ bên trong có sự dung chuyển, khởi sự cho mọi nảy nở của những chồi non. Cảnh kế tiếp ở cõi trời chân phúc gồm có những tín đồ của mọi tôn giáo lúc còn sống ở cõi trần có tấm lòng yêu ái và tôn sùng hướng về trời, dù trời có danh hiệu nào hay hình dáng nào. Hình dáng ấy có thể nhỏ hẹp, nhưng tấm lòng họ vươn lên cao vì hoài bão. Nơi đây họ tìm được tín vật của lòng tôn sùng và thương yêu của họ. Ý niệm về đấng thiêng liêng trong trí họ khi còn ở cõi trần được biểu hiện nơi đây trong vẻ vinh quang trói sáng của chất liệu cõi thượng giới. Ngài tốt đẹp hơn, thiêng liêng hơn, dù sự mơ mộng của họ có cuồng nhiệt nhất cũng không hình dung nổi. Đấng thiêng liêng tự hạn chế mình để vừa tầm trí thức của kẻ tôn thờ. Bất cứ hình thể nào mà kẻ tôn thờ yêu thích Ngài, thì trong hình thể đó Ngài hiện thân và ban giải sự dịu dàng để đáp ứng lại tình thương của kẻ sùng tín. Nơi cõi này, linh hồn đắm chìm trong trạng thái ngây ngất tôn giáo. Họ tôn thờ đấng duy nhất dưới hình dáng mà lòng thành kính của họ nghĩ ra ở cõi trần lúc tiếp xúc với đấng mà họ tôn kính, họ như tan biến trong sự say xưa của lòng tôn sùng. Trên cõi thiên đàng, không một tín đồ nào bị bơ vơ, bởi vì đấng thiêng liêng luôn luôn tự biểu hiện với hình dáng quen thuộc của mỗi người. Trong sự liên hệ trói sáng này, linh hồn phát triển trên phương diện trong sạch và trên phương diện tôn sùng. Đến khi họ sinh trở lại cõi trần, những đức tính này sẽ được tăng ra nhiều hơn không phải chọn cả đời sống trên cõi trời chân phúc của họ đều đắm chìm trong sự tôn sùng ngây ngất ấy, vì họ có nhiều cơ hội để hoàn chỉnh tất cả những đức tính khác mà họ có trong tâm trí. Bước qua cảnh thứ ba của cõi trời chân phúc, ta gặp những người cao thượng và chân thành. Họ là những người hiến dâng làm tôi tớ cho nhân loại dưới trần. Họ thực hành tình thương đối với Thượng Đế bằng cách làm việc cho con người họ gặt hái sự ban thưởng cho việc làm tốt lành của họ bằng cách mở mang nhiều quyền năng hữu dụng và tăng trưởng minh triết để phụng sự những chương trình từ thiện rộng lớn diễn tiến trong tư tưởng của người hành thiện giống như một kiến trúc sư khi ở cõi trần nhìn ngẫm và vẽ kiểu mẫu cho cái nhà mà anh ta sẽ xây cất họ cũng giống như thượng đế sáng tạo hoạch định chương trình cho vũ trụ sẽ biểu lộ trong vật chất thô kịch khi thời giờ đến những linh hồn như vậy là những nhà từ thiện lớn của Trần Gian ở những thế kỷ tương lai. Họ sẽ tái sinh với tình thương vị tha bẩm sinh và quyền năng để thành đạt. Trong những cảnh của cõi thượng giới, có lẽ chỉ cảnh thứ tư là có tính chất thay đổi nhiều nhất, vì nơi đây, ở cõi sắc tướng chất này, những quyền năng của các linh hồn tiến hóa cao tột có thể biểu lộ nhiều nhất. Chính nơi đây, người ta gặp những ông vua mỹ thuật và văn chương họ thực hành quyền năng của họ trong việc diễn đạt hình dáng màu sắc cũng như sự hài hòa và họ tự kiến tạo cho mình những khả năng cao để mang theo khi tái sinh những thiên tài âm nhạc vĩ đại mà thế gian đã biết tôn chảy những dòng âm thanh điều hòa cao cả và mỹ lệ không thể tả như một beethoven chẳng hạn họ giúp cho cõi trời nhịp nhàng hơn bằng những âm điệu tuyệt vời được đem xuống từ các bầu vũ trụ cao hơn để làm dung cảm xuyên qua những cõi trời nơi đây chúng ta cũng gặp các giáo sư hội họa và điêu khắc đang học về những màu sắc mới những đường cong lạ chưa ai tưởng tới được còn có nhiều linh hồn khác khi ở trần gian có hoài bão to lớn nhưng đã thất bại có những linh hồn đang biến đổi lòng ước muốn của họ ra quyền năng sự mơ mộng của họ ra khả năng chúng sẽ là của họ trong một kiếp khác nơi đây cũng có những người tìm hiểu thiên nhiên họ đang học những bí mật ẩn tàng của vạn vật trước mắt họ phơi bày hệ thống của thế giới với tất cả cơ chế bí ẩn của nó và vô số những tác động vô cùng tế nhị và phức tạp không thể tưởng tượng nổi những vị này sẽ trở lại cõi trần sẽ là những nhà phát minh vĩ đại với trực giác đúng đắn về đường lối huyền bí của thiên nhiên trên cảnh trời thứ tư này người ta còn gặp những sinh viên hiểu biết thâm sâu những người học trò nhiệt tâm và dùng kính đang tìm những bậc thầy của giống dân. Họ là những người thiết tha tìm sư phụ. Họ kiên nhẫn thực hành giáo lý của một trong các vị đại sư phụ tinh thần của nhân loại. Nơi đây, lòng mong ước của họ được thực hiện và họ được những đấng mà họ tưởng đâu vô phương gặp gỡ đến dạy dỗ họ. Những linh hồn chân thành tiếp nhận minh chiếc thiêng liêng được ngồi dưới chân sư phụ. Họ tăng trưởng và tiến hóa màu lẹ những người ấy sẽ tái sinh tại cõi trần như là những vị thầy và là người mang ánh sáng họ sẽ đến thế gian với một nhiệm vụ cao cả là giáo hóa nhân loại có nhiều học giả dưới trần không biết được các hoạt động tinh vi này họ tự chuẩn bị một chỗ nơi cảnh trời thứ tư với lòng tôn kính thật sự họ noi theo kinh sách của những bậc thầy hay những thiên tài hoặc lời chỉ dạy của vài linh hồn cao thượng Họ đang tạo ra sợi dây liên lạc giữa họ và vị thầy mà họ thương mến và tôn kính. Trên cõi thượng giới, sự liên kết linh hồn này sẽ được thực hiện. Nó đem những linh hồn đã có sự liên hệ lại với nhau. Mặt trời chiếu tia sáng vào trong nhiều phòng và mỗi phòng chứa đựng nhiều tia sáng mà nó có thể chứa. Cũng giống như thế, trên cõi trời, những linh hồn cao cả chiếu sáng vào hàng trăm hình tư tưởng của chính các vị ấy. Những hình tư tưởng này do các đệ tử của họ tạo ra, làm cho những hình ảnh này chứa đầy sự sống với tinh ba của chính họ. Vì thế, mỗi sinh viên đều có thầy dạy mình, mà không làm trở ngại vị thầy giúp kẻ khác. Thời gian con người ở trên những cõi trời sắc tướng này, tùy thuộc vào sự tiêu dùng những chất liệu góp nhặt được trong đời sống dưới thế gian. Nơi đây, tất cả những điều tốt đẹp mà con người đã gieo trồng trong kiếp sống vừa qua đều được kết quả đầy đủ, đều được thực hiện từng chi tiết nhỏ nhặt. Rồi như ta đã thấy, khi tất cả đã dùng hết, khi giọt cuối cùng trong ly hạnh phúc đã uống cạn, khi mảnh bánh vụn cuối cùng của buổi tiệc ở thiên đàng đã ăn xong. Khi tất cả kinh nghiệm đã được đổi thành quan năng, tất cả những gì có giá trị vĩnh cửu đều được thu hút vào bên trong nhân thể. Khi ấy chủ thể tư tưởng sẽ vứt bỏ thể trí đang tan rã, mà trước đó nhờ nó mới biểu lộ được ở những cảnh thấp của cõi trời. Sau khi đã vứt bỏ thể trí, chủ thể tư tưởng ở trong chính thế giới của nó, để đồng hóa với tất cả những chất liệu mà nó đã thu gặt được, thích hợp cho nó trên cõi cao này. Trên cảnh thứ sáu cõi thượng giới, chúng ta thấy những linh hồn tiến hóa hơn. Những người này, trong lúc ở cõi trần, ít bị lôi kéo bởi những điều tạm bợ họ đã hiến dâng tất cả năng lực cho đời sống trí thức và đạo đức cao cả. Đối với họ, quá khứ không bị che lấp, ký ức của họ vẫn giữ nguyên và liên tục. Họ hoạch định truyền vào kiếp sắp tới những năng lực để trung hòa đa số sức mạnh đối kháng và củng cố sức mạnh hướng thiện. Cái ký ức rõ rệt này làm cho họ có quyết định đúng đắn và mạnh mẽ về những hành động phải làm và về những gì phải tránh. Hết clip 4. Mời các bạn nghe clip 5 nhé.